Vâng, xin chào bạn, mình là Thành đây. Và cơ này thì mình có một cái update mới dành cho những anh em đang chơi được Dragon Ball Xenoverse 2. Đó chính là cái update 9V1.07.02. Nhưng mà rất tiếc cái update này nó lại của Ali, tức là của Tộc Khựa các bạn ạ. Cho nên là những anh em codec thì anh em không nên là tải cái update này. Và sau một thời gian cái update và mình đã vào test thì cũng không thấy sự thay đổi gì nhiều. Mình thấy rằng là ở cái mục nốt thì họ có nói là có thêm một vài cái app ẩn gì đấy, mình không rõ, không hiểu là những ý đồ của nhà xuất này là như thế nào đây, hay là họ đang chuẩn bị cho một cái update DLC mới, DLC 5 như các bạn đã thấy mình có đăng cái trailer rồi. Thì DLC mới sẽ bao gồm nhân vật Damura và Bư. Không hiểu là cái version 1.07.02 nó sẽ có tác dụng gì. Ok, thì bạn nào thích thì các bạn cứ có thể tải về mà thử xem thế nào. Thì mình dùng Crack Online nên cũng chả sợ mất sếp. Rồi, thì đây các bạn có một cái link Fc nhỉ. Đấy, thì các bạn tải về cái link của chia sẻ đi.vn. Ok, sau khi tải về thì chúng ta sẽ có được cái download. À, quên. Mở thư mục download thì mình đã để sẵn trong này rồi. Đây. 1.09. Đây. Update 1 update 9V1.07.02. Rồi, sau khi giải nén ra đây. Nó chính là thư mục này thì các bạn chỉ việc gọi là copy paste à. Các bạn copy lấy hai mục bin và CPK. Copy. Và chúng ta sẽ vào cái nơi mà chúng ta đã cài game. Cái update 1.07.2 thì nó đã bao gồm tất tần tật tất cả các cái phiên bản DLC ở phía trước rồi. Nên là bạn nào mới cài game thì bạn cũng có thể làm theo video này. Đấy, nhưng mà anh em sử dụng codec thì thôi. Thì cũng không nên thử làm gì cả. Đợi khi nào có DLC 5 thì mình sẽ DLC 5 thì khả năng là codec nó sẽ làm thôi. Ok, mình sẽ paste vào đây. Đấy, thì các bạn nhấn replace là nó sẽ ok. Bạn nào dùng crack của bọn Ali thì các bạn có thể thoải mái. Còn anh em nào dùng crack codec mà chơi offline ấy, thì anh em mà không nên. Đấy. Còn anh em nào chơi online thì chỉ việc chép lại cái Steam config mà mình sử dụng rất nhiều lần rồi. Đấy, anh em có thể chép vào. Và có lẽ là mình sẽ vào game test thử cho anh em thấy, nó cũng không có sự thay đổi gì nhiều. Hầu như là chẳng thay đổi gì. Ngoài việc cái version của chúng ta được nâng cao lên là 1.07.02. Đấy, thì nó rất là lạ, chú ý. Theo như mình dự đoán thì có thể là nó sẽ chuẩn bị cho cái update mới. Đấy là mình chỉ dự đoán thôi nhá. Rồi đây các bạn có thể thấy là version 1.07.02 đây. Q-Tagon. Mình đã check rồi, nhân vật mới cũng chả có. Không hiểu là tung update kiểu gì, ra làm cái gì. Và có thể nó lại fix fix một cái vấn đề gì đấy nhỏ trong game mà mình cũng không thể rõ được. Đây, mình check cho bạn thấy cũng chả có gì. Cho nên là anh em nào là thích thì làm, chả làm thôi, anh em đợi ở đây là C5. Đấy, vẫn những nhân vật trai mặt luôn, chả thấy thay đổi gì. Ok, thì clip này thì mình sẽ chỉ giới thiệu như vậy thôi. Bạn nào thích thì các bạn này thử, mà chả thích thì thôi, không ép buộc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha, đừng quên like và subscribe kênh để các bạn có thể nhận ngay những cái tin tức mới về đường mua xe này. Cho dù là những update nhỏ thì mình cũng chia sẻ cho các bạn thôi. Và các bạn theo dõi video nha. Bye bye.